Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện kết minh hồn. Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh, comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới phần bình luận. Rồi, chúng ta cùng nhau đến tập 44 của ngày hôm nay. Tiếp tục đánh nữa, thì với hồn thể của ông ta có khả năng cao là sẽ hồn vi phách tán. Lão Đình, hiện tại nên làm sao bây giờ đây? Lão Phong mở miệng, có vẻ vẫn chưa có biện pháp gì tôi thở sâu ngay sau đó mở miệng nói à, ngoại trừ tên này không phải tên kia vẫn còn một tên nữa hay sao tên này hỏi không có được chúng ta đổi qua hỏi một chút đi lão phòng nghe xong thì cũng gật đầu một cái ngay sau đó nhìn tăng đại trị đang cận kề cái chết thế người này làm sao bây giờ vừa dứt lời không đợi cho tôi mở miệng dương tuyết bên cạnh nói cái tên cầm thú này khiến tôi quá mức tức giận, không giết ông ta, khó mà chút hết nỗi uất hận của biết bao đồng bào nữ đã bị hại đi. Nói xong, Dương Thuyết trực tiếp rút kiếm gỗ đào ra, quả nhiên là động sát tâm, muốn chém giết Tăng Đại Trị. Tôi và Lão Phong đều hơi rừng sốt, nhưng trước đó đều không hề mở miệng. Dương Thuyết nói không có sai, việc tên Tăng Đại Trị này phạm phải là quá nghiêm trọng, quá mức đáng giận, Đối với một tên sắc quỷ đồi trụy như thế này, không giết ông ta có có thể báo thù cho các đồng bào nữ được. Tăng Đại Trị thấy Dương Tuyết muốn giết ông ta, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thân thể run rẩy, mở miệng run run nói. Ờ được đừng, đừng, đừng giết tôi, đừng, tôi, tôi thật sự biết, biết sai rồi. Mặt của Dương Tuyết lạnh như băng. Sai rồi sao? Biết sai rồi thì tội nghiệp mà ông phạm phải có thể bù đắp lại được hay sao? Đi chết đi, Lời còn chưa dứt, Dương Tuyết đã đâm cho một kiếm. Tăng Đại Trị hét thả một tiếng, kiếm gỗ đào đâm xuyên qua, dựng đứng tại chỗ. Trong trái mắt, Tăng Đại Trị bị đâm thủng, hồn lực toàn thân nhanh chóng tiêu tán. Phành, một tiếng đổ tung ngay tại chỗ. Tôi và Lão Phong nhìn thấy hết thầy những việc ở trước mắt cũng không có một chút đồng tình nào. Sắc quỷ chết như vậy là xứng đáng, hồn vi phách tán chính là kết cục trừng phạt mà ông ta đáng nhận phải cho cái tội lỗi của ông ta. Chỉ là sau khi tăng đại trụ hồn phi phách tán biến mất tại chỗ, sắc mặt của Dương Tuyết lại kinh nghi một chút, ngày sau đó cúi đầu xuống. Ồ, oh, đây, đây là cái gì? Nói xong Dương Tuyết đã nhận được thứ gì đó. Dương Tuyết đánh giá vài lần sau đưa tới. Các người nhìn xem đây là cái gì? Nói xong, Dương Tuyết đưa ra một miếng giấy màu đen. Tôi và Lão Phong cũng rất khó hiểu, tiến lại gần để nhìn phát hiện thứ ở trong tay dương tuyết chính là một mảnh giấy hình người màu đen lớn bằng bàn tay đen tôi như mực thứ này dường như là sau khi tăng đại trụ hồn phi phách tán và rớt ra từ trong cơ thể của ông ta đấy dương tuyết mở miệng nói tôi và lão phong đều cau mày cầm thứ đó trong tay nhìn trái nhìn phải cũng không biết rõ là cái gì hơn nữa đây là lần đầu tiên nghe nói quỷ hồn phi phách tán trong cơ thể còn lại có thể rớt ra đồ vật đây cũng không phải là đang chơi game, đi phó bàn gì cả Giết chết tiểu quái thì rớt ra trang bị Lão Phong lắc đầu nói Rồi, cất tứ này đi, nếu chúng ta đều không có biết rõ Chờ sau khi trở về, cho sư phụ tôi và đinh tiền bối bọn họ nhìn xem Nói không chừng có thể nhìn ra một ít mảnh mối đấy Chuyện đã tới đất này cũng chỉ có thể như thế thôi Lúc này Dương Thuyết giao mảnh giấy màu đen cho Lão Phong Lão Phong cẩn thận cất nó đi Bây giờ cũng chỉ còn tên quỷ cao gầy đang bị bùa chú trấn áp trên mặt đất. Chúng tôi cầm theo kiếm gỗ đào chậm rãi mà đi tới. Sau khi sắp tới gần, Lão Vong cũng không lập tức xé rách bùa chú trên trán của nam quỷ mà tạo thành một đạo dấu tay. Sau khi phòng ấn quỷ nguyên của nam quỷ, lúc này mới rút bùa chú trên người của gã ra, chuẩn bị trực tiếp nói chuyện với gã. Bùa chú vừa mới được lấy ra trong nháy mắt, hai mắt của nam quỷ đột nhiên mở ra, về mặt dữ tợn, thấy chúng tôi đứng ở phía trước, lập tức muốn phá vây mà ra. Nhưng gã còn chưa có kịp ra tay, ba người chúng tôi đã cầm kiếm gỗ đào trong tay, đặt trên cổ của gã. Cùng với lúc đó, nam quỷ cũng đã phát hiện, lúc này bản thân gã căn bản là không có cách nào để vận chuyển quỷ khí, cũng không có cách nào thi triển đạo hạnh. Vì vậy, đừng nói đến việc đánh nhau cùng với chúng tôi, coi như là gã muốn trốn, thì sợ gã cùng cũng không có đủ sức. Chúng mày, Chúng mày phong ấn quỷ nguyên của tao Nam quỷ hung thận mở miệng Chúng tôi mặt không biểu tình Cũng không muốn nói nhảm với Nam quỷ này nữa Chỉ lệnh lùng nói với gã một câu Nói cho bọn tao biết Sư tôn là ai Người này là một tồn tại như thế nào Nam quỷ nghe tôi mở miệng hỏi như vậy Cũng không trả lời Mà nhìn xung quanh trước Sau đó mới dùng cái mỗi người người một hơi ngay sau đó mới trả lời Chúng mày Chúng mày đã giết tên tăng đại trị ngu xuẩn kia Tuy rằng nam quỷ hỏi một đang trả lời một nẻo Nhưng tôi vẫn trả lời gã Ờ không có sai đâu Nếu mày không có phối hợp Tiếp theo chính là mày đấy Nam quỷ và tăng đại thị hoàn toàn trái ngược Gã không chỉ không sợ hãi Ngược lại còn điên cuồng cười ha ha <laughs> Chỉ bằng ba người chúng mày sao Có thể giết được tao hả Này nha Đầu óc của tên nam quỷ này có vấn đề sao đã bị kiếm kề cổ như thế này rồi Mà còn có thể kiêu ngạo như vậy Cái gì còn mạnh miệng Dương tuyết lạnh lùng mở miệng Nam quỷ căn bản không thèm để ý Khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một tiếng cười lạnh Hơi hơi nhắm mắt thái mắt lại Chậm rãi mở miệng nói Xem ra tao nên hoạt động gân cốt một chút rồi Nghe xong câu đó Chúng tôi đều có một chút không thể hiểu được Chẳng lẽ tên Nam quỷ này có âm mưu gì Nhưng gã đã xa sút đến mức này Còn có thể làm gì nữa sao Kết quả vừa nghĩ tới đây, tên nam quỷ đột nhiên mở mắt, thân thể đột nhiên run lên. Bỗng nhiên, một cỗ âm sát khí mênh mông cuồn cuộn trong trái mắt xuất hiện từ thân thể đang chấn động của tên quỷ kia vô cùng mạnh mẽ, khiến cho ba người chúng tôi bị văng ra xa ngay tại chỗ. Không đợi chúng tôi lại gần, nam quỷ đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, cưỡng chế phá vỡ kinh mạch và quỷ nguyên đã bị phong ấn. Da ở trên trán của nam quỷ đột nhiên bị đứt ra, trong mắt màu trắng bất tình lình từ đâu hiện ra. Một cảnh tượng như vậy đến quá đột ngột, làm chúng tôi không ai trong không mà tới. Năm quỷ vốn đang bị phong bế kinh mạch, vậy mà lúc này lại có thể cưỡng ép phá phong. Hơn nữa còn không có bị sự trợ giúp từ thế lực bên ngoài, tất cả đều dựa vào chính bản thân của gã. Chỉ trong nháy mắt lại có thể phá vỡ được phong ấn, mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà giải phục được phong ấn thì chuyện này không phải là chuyện đùa nếu muốn tự mình đánh vỡ cấm chế này như vậy thì thực lực của người bị phong ấn ít nhất cũng phải gấp đôi người phong ấn thậm chí còn phải cao hơn nữa thì mới làm được mà cái tên nam quỷ ở trước mặt này thực lực của gã rõ ràng trong nháy mắt đã tăng lên không chỉ gấp hai lần cho nên mới có thể cưỡng ép được giải phóng nhưng cái này còn không phải là điều quan trọng nhất điều quan trọng nhất là trên trán của gã còn mọc thêm một con mắt thứ ba cái này thể hiện cho điều gì thể hiện cho tà giáo mắt quỷ. Dù sao cũng đã đâu rồi, tôi mới lại nhìn thấy con mắt thẳng đứng của tà giáo mắt quỷ này. Vốn dĩ cái này đã gần đến như là biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nhưng không ngờ lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Sắc mặt của ba người chúng tôi đều lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Quỷ! Mắt quỷ! Dương Tuyết kinh ngạc nói. Phong Tuyết Hàn cũng hít vào một hơi khí lạnh. Rồi, xem ra không cần phải hỏi nữa đâu. Tên này tám phần là chính là yêu nhân của tà giáo đó đấy. Trong lòng của tôi cũng loạn thùng phèo, bởi vì chúng tôi chưa từng nghĩ tới việc bản thân đuổi theo một tên háo sắc đang bỏ trốn, cuối cùng lại có liên quan đến tà giáo mắt quỷ. Còn bên phía nam quỷ đang trải qua quá trình tiến hóa, trên mặt dữ tợn của gã lúc này cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đúng vậy, vậy mà chúng mày còn biết đến tên của thánh giáo tao. Nếu chúng mày biết đến tên của Thánh giáo, vậy chúng mày cũng cần phải biết, bất kỳ kẻ nào không phải là tín đồ của giáo tao, phạm là những người đã nhìn thấy mắt Thánh, kết cục cuối cùng chính là cái chết. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của tên nam quỷ này đã trở nên rất trầm thấp, giọng điệu của gã lại giống như gầm lên, rất trói tai. Khi trong lòng của chúng tôi sinh ra cảm giác khiếp sợ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sợ gã lúc này tao nhớ mày trên mặt lộ vẻ âm u lạnh lẽo <laughs> tao nói thật cho mày biết đây sau khi mấy tên tín đồ của tà giáo mắt quỷ gặp phải bọn tao thì đều bị bọn tao giết chết hết rồi mà ngày hôm nay ngay cả mày cũng không ngoại lệ đâu nam quỷ cười lạnh một tiếng phải không vậy để tao xem chúng mày còn chiêu trò gì nói xong nam quỷ gầm lên một tiếng sau đó mang theo một luồng sát khí âm hiểm cuồn cuộn lao về phía tôi. Lần này tốc độ của nam quỷ cực kỳ nhanh, so với lúc trước thì nhanh hơn rất nhiều. Đồng tử của tôi đột nhiên giãn ra, khóa chặt quỹ đạo của đối phương. Trong miệng thì vội vàng nói, động thủ. Lời còn chưa dứt, tôi đã đừng nên thành kiếm gỗ đào, nhắm ngay cái tên nam quỷ được gọi là kiều ca này, lập tức đánh về phía của gã. Mà hai người Lão Phong và Dương Tuyết đều là tay giả đời, cho nên đương nhiên không chút nào chậm trễ, cũng lần lượt xuất thủ, giờ kiếm gỗ đào lên sông tới, ngay lập tức, ba người chúng tôi hợp sức chống lại kẻ thù, mà lần này đối thủ của chúng tôi đã mạnh hơn rất nhiều. Móng vuốt sắc bén đánh tới. Thân ảnh của gã giống như là cái bóng, không ngừng chớp động. Chỉ trong vài hiệp, ba người chúng tôi đã bị áp chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khẳng định là không được. Bởi vậy tôi lại mở miệng hét lên lần nữa. Dùng bùa chú, đánh chết gã đi. Nói xong, từng người trong ba người chúng tôi chém ra một kiếm rồi nhanh chóng lui lại phía sau. Đồng thời, từng người chúng tôi lấy ra một lá bùa. Từng người chuẩn bị dùng bùa chú đánh nam quỷ ba lần liên tiếp. Trước đó, tên nam quỷ này đã ăn qua một lần thua thiệt. Lần này thấy chúng tôi lập tức lấy ra bùa chú, chuẩn bị sử dụng bùa chú để tấn công gã, thì gã cũng không có dám chậm chạy nữa. Sau khi nam quỷ quét mắt nhìn chung quanh, cuối cùng gã đã từ bỏ dương tuyết đang đứng ở gần nhất, tay vào đó là tấn công lão phong có lẽ nam quỷ đang nghĩ liệu có thể thông qua cách phá vỡ trình tự sử dụng bùa chú của chúng tôi mà có thể phá giải bùa chú của chúng tôi hay không nhưng suy đoán của gã đã sai rồi bất kể gã có tấn công ai trước đi nữa ba lá bùa ngự chấn phá của ba người chúng tôi đều có thể phát huy ra uy lực cực lớn nó giống như là một tam giác đều có sự ổn định hoàn hảo không chê vào đâu được mặt thấy nam quỷ đang lao lên lão phong cũng không chút do dự mà thi triển lá bùa của chữ chấn. một trưởng bấy, đánh bay bùa chú ra ngoài lao về phía quỷ môn của nam quỷ nam quỷ tự nhiên là biết sự lợi hại của bùa chú cho nên gã không có dám đánh bùa càng không dám liều mạng nhanh chóng mà né tránh tránh đi một trường này của lão phong mặt thấy đối phương tránh được lão phong chỉ hư lạnh một tiếng thuận tay đánh một cái về phía nam quỷ bồ chú được thu hồi lại trực tiếp đánh vào sau gáy của nam quỷ nam quỷ có cảm giác được sự nguy hiểm cho nên chỉ có thể né tránh lần nữa không thể không đói lúc này mắt quỷ thứ ba của nam quỷ xuất hiện sau đó cường hóa bản thân thực lực của tên này quả nhiên mạnh hơn trước rất nhiều mức độ nhanh nhẹn cao hơn trước một chút khiến cho một đòn này của lão phong đánh vào hư không không chỉ như vậy cái tên nam quỷ này chẳng những tránh được mà còn có thể đánh một đòn vào bên hông của lão phong chỉ nghe xoẹt một tiếng Áo khoác đã bị xé rách Cũng may quần áo dày Nếu không lần này lão phòng sẽ bị ra chóc thịt bong rồi Sau khi tránh được một đòn Còn có thể tấn công lên người của lão phòng Chuyện này vốn nên là chuyện đáng tự hào mới đúng Nhưng trong mắt của tên nam quỷ này Nguy hiểm vẫn còn chưa có kết thúc Bởi vì tôi và Dương Tuyết đã đánh tới từ hai phía Lập tức khiến cho gã không có cơ hội nào để thở dốc Càng không có cơ hội giữ vững cơ thể, cũng không có dám trực tiếp đón đỡ bùa chú trong tay chúng tôi. Lúc này Nam Quỷ cũng chỉ có thể tận lực tránh né càng xa càng tốt, cố gắng kéo dài khoảng cách với chúng tôi. Sau khi bảo trì được an toàn thì sẽ tổ chức lại cuộc tấn công. Nam Quỷ vừa mới đứng dậy, bùa chú của chữ phá trong tay tôi đã được đánh ra, sau đó bay thẳng về phía đầu của Nam Quỷ. Nam Quỷ cũng cảm giác được sự nguy hiểm hướng về phía tôi mà giống toàn một tiếng. Theo sự xuất hiện của tiếng gầm này, những luồng khí đen quét qua áp sát vào khuôn mặt của tôi. Đối mặt với loại sát khí này làm sao tôi dám chạm vào chứ? Cho nên tôi chỉ có thể thu hồi lại bùa chú, nhanh chóng rút lui để né tránh. Mặc dù nam quỷ đã sử dụng cách thức này để tránh khỏi đòn tấn công của tôi, nhưng lá bùa thứ ba của Dương Tuyết đã tấn công từ một hướng khác. Nam quỷ còn chưa kịp quay đầu lại để đối mặt với Dương Tuyết, lá bùa có chữ ngự của Dương Tuyết đã được bùng ra. Cánh tay còn lại của Dương Tuyết thì đã kết ấn, chỉ nghe thấy Dương Tuyết kêu khẽ một tiếng. Cấp tốc nghe lệnh, sắc! Âm một tiếng trầm vang, lá bùa vàng kia đã đổ tung cách nam quỷ không đến 10cm. Mặc dù không có đánh trúng vào chỗ hiểm, nhưng ngay cả như vậy, sức mạnh cường đại của lá bùa đã khiến cho nam quỷ còn chưa kịp chuẩn bị, đã phải bay ra xa 3 mét. Thế như vậy, Lão Phong và tôi lần lượt cầm lấy bùa chú, bắt đầu đợi bùa chú tam liên kích thứ hai. Mặc dù năm quỷ đã bị đánh ngã xuống đất nhưng vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu và khả năng hành động. Mặc dù gã cảm thấy đau đớn nhưng chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chiến đấu với chúng tôi. Tuy mắt quỷ mang cho gã sức mạnh và tốc độ nhưng đáng tiếc là hiện tại người mà gã phải đối mặt lại là ba người chúng tôi. Một tiểu đội trừ tà gồm ba người với sự hiểu biết ngầm về tấn công và phòng ngự. Cùng với sức mạnh của bộ chú, nếu đó là tình huống một đối một hoặc một đối hai ba chúng tôi sẽ không phải là đối thủ của gã tuy nhiên cả ba chúng tôi đã liên thủ hơn nữa còn liên thủ sử dụng bùa chú nếu liên tục dùng cách lợi dụng bùa chú để đập chết gã vậy thì cái tên nam quỷ này nhất định sẽ không có chống đỡ nổi bởi vì đạo hạnh hiện tại của gã hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của bùa chú trong tay chúng tôi Tại thời điểm này chúng tôi lại tấn công thêm lần nữa, vẫn sử dụng bùa chú, vẫn là tạm liền kích, mà đây cũng chính là một vòng đi lặp lại vô hạn. Nam quỷ tuy mạnh nhưng gã lại không thể, không có thể lực như thế, cũng không dám đối cứng với cả bùa chú. Nếu đã như vậy, cho dù chúng tôi có bị thương thì có lẽ ngay cả bản thân gã cũng sẽ đứng ở bên bờ vực của cái chết. Cho nên mỗi khi gã đánh được. Nhưng còn chưa kịp xuất thủ đánh chúng tôi thì đã bị một đá bùa chú khác đánh úp lại. Mà điều này cũng làm cho gã bất lực mà né tránh lần nữa vòng đi vòng lại một vòng tuần hoàn vô tận. Nam quỷ rất đau khổ nhưng cũng không thể làm gì khác được mà chúng tôi cũng đã cố nắm được sức mạnh cường đại của bùa chú cho nên mới không ngừng liều mạng với nam quỷ. Điều này dẫn đến việc nam quỷ không thể sử dụng được sức mạnh của mình, không chỉ khiến cho gã có thể liên tục phòng thủ và bị động, mà còn không ngừng bị chúng tôi tiêu hao tạo thành một vòng luật quẩn chống lại gã. Lúc này gã đã sớm thống khổ không nói lên lời, hồn lực bị tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như gã lại không có tìm được phương pháp hóa giải, thì việc chết trong tay ba người chúng ta tôi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong trước mắt, hai mươi phút đã trôi qua ba người chúng tôi đã liên tục sử dụng bùa chú và lợi dụng các phương thức tấn công cùng với phối hợp cùng nhau để tiếp tục tấn công nam quỷ mặc dù nam quỷ rất mạnh nhưng gã đấu không lại ba người chúng tôi bởi vì gã không có chút thời gian nào mà để giảm sốc nên chỉ có thể phòng ngự hết lần này đến lần khác ngăn cản một lần rồi lại một lần vòng đi vòng lại cứ như thế không ngừng bị chúng tôi tiêu hào sức lực đi lúc mới bắt đầu hồn lực của gã còn vô cùng cường thịnh còn nhiều lần phản công lại chúng tôi sau khi né tránh liền nhân lúc chúng tôi sơ hở mà tấn công chúng tôi tuy nhiên gã ra tay lại có chút không hiệu quả vì không làm chúng tôi bị thương chút nào nhưng thời gian cứ thế trôi qua phương thức tấn công bằng năng lực của gã đã bị hạn chế rất nhiều mặc dù cả ba chúng tôi cũng đã rất mệt mỏi nhưng nếu kiệt sức bây giờ thì rất thật xấu hổ sau đó, chúng tôi liền nghiến răng nghiến lợi không ngừng tìm kiếm cơ hội tấn công và diệt trừ gã. Cuối cùng thì nam quỷ cũng lộ ra sơ hở, vì vậy Dương Tuyết đã dùng bùa chú tấn công gã. Nam quỷ lại né tránh, nhưng lần này gã đã lộ ra sơ hở, khiến cho thế cục lập tức thay đổi. Lão Phong và tôi đã nhìn thấy cơ hội này và nhanh chóng hành động. Lão Phong liền dùng bùa chú đánh trước, còn Nam Quỷ thì cố gắng hết sức mà để né tránh nhưng gã vẫn không thể nào tránh được bồ chú liền dán trực tiếp lên cánh tay của nam quỷ nam quỷ kinh hãi muốn lao tới để giết lão phòng trước khi cậu ta thi triển bồ chú nhưng vừa mới định ra tay dừng tuyết đã đánh ra một kiếm để ngăn chặn gã lúc này lão phòng cũng hét lớn gấp tốc nghề lệnh Chấn! sau khi thi triển bồ chú của chữ trấn sức mạnh của bồ chú đã quét lên cơ thể của nam quỷ bởi vì bùa chú này không thể áp chế được quỷ môn và ngực của nam quỷ nên tác dụng của bùa chú của chữ chấn cũng không còn mạnh như lúc đầu ngoài ra nam quỷ cũng được tăng cường sức mạnh sau khi thi triển bùa chú của chữ chấn này nam quỷ cũng không có bị chấn áp thay vào đó gã chỉ hành động chậm lại nhưng điều này cũng đã đủ cho tôi ra tay sau khi lão phong thi triển bùa chú xong tôi cũng vội vàng chạy theo nhảy lên công trung đánh thẳng bùa chú của đứa phá vào xuống. Nam quỷ vô cùng hoảng sợ, muốn tránh đi, nhưng đã bị sức mạnh của bùa chú kia ảnh hưởng, gã đã không còn cơ hội nữa. Chỉ nghe bang một tiếng, lá bùa đập thẳng vào trán của Nam quỷ. Nam quỷ vô cùng sợ hãi, trước đó gã đã bị thương, hiện tại chỉ có thể túc dục mắt quỷ cường đại, chính mình mà thôi. Nếu như lại bị bùa chú tấn công lần nữa, đặc biệt lại lật tại quỷ môn, hậu quả sẽ là rất thê thảm. Thậm chí có thể giết chết hắn ngay tại chỗ bởi bùa chú này của tôi. Nam quỷ gầm lên một tiếng, tụ tập âm sát khí trong cơ thể, cố gắng cưỡng ép nhổ bùa chú ở trước quỷ môn ra. Trong nháy mắt, âm lực cuồn cuộn quét qua, một luồng âm phong xuất hiện từ hư không. Bốn phía của khu rừng trúc không ngừng đung đưa, tạo ra âm thanh soạt soạt. Sắc mặt của tôi trở nên nghiêm trọng, vất vả lâu như vậy, lá bùa này nhất định phải thành công tuyệt đối không thể để cho gã nhổ bùa chú này ra được nhất định không thể để gã thực hiện được hai tay của tôi bắt đầu nhanh chóng kết ấn dùng tốc độ thi triển nhanh nhất từ trước đến nay cuối cùng khi tôi kết ấn xong nam quỷ đã phải chịu đựng sức mạnh của bùa chú cố gắng xé bỏ bùa chú này cho dù bồ vàng đã thiêu đốt bóng vốt của gã phát ra tiếng xèo xèo còn bốc lên khói đen nhưng gã vẫn không có ý định buông tay bùa chú đã xé ra hơn phân nửa mặt thấy bộ chú sắp bị bóc ra, tôi lại tiếp tục kết ấn lớn tương đối, cấp tốc nghe lệnh, phá. Ngay khi chú lệnh được phát ra, bố chú đột nhiên lóe lên ánh sáng màu trắng và có tiếng bùng nổ lớn ra. Sức mạnh của bố chú đã bùng nổ, sức mạnh cực nóng của bộ chú đã trực tiếp đánh tan ẩm sát khí xung quanh. Mà năm quỷ kia liền kêu lên một tiếng à, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thấy như vậy tất cả chúng tôi đều nín thở chờ xem kết quả tôi nhìn thấy tên nam quỷ bị sức mạnh của bộ chú đánh bay lúc này hồn lực suy yếu thân thể run rẩy còn muốn từ dưới đất bỏ dậy tuy nhiên do quỷ môn đã bị thương hồn lực tổn thất nghiêm trọng khiến cho gã không thể điều khiển được cơ thể của mình một cách linh hoạt kết quả là gã liên tiếp thử mấy lần nhưng cuối cùng đều đã thất bại chỉ có thể đau đớn nằm trên mặt đất Thế vậy chúng tôi không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Xem ra, sau khi bùa chú làm bị thương, nam quỷ đã mất đi năng lực chiến đấu. Bây giờ gã chỉ có thể bị chúng tôi tùy ý sâu xé. Nhưng chúng tôi cũng không vì thế mà thà lòng mất đi cảnh giác. Lỡ như tên này còn có thủ đoạn nào đó đang đợi chúng tôi đến gần mà thi triển để đả thương chúng tôi thì mất nhiều hơn được. Sau khi tới gần đối phương, tên nam quỷ không cam lòng mà ngẩng đầu lên. Hòe kíp! Tao đã coi thường chúng mày Thắng là vua Thua làm giặc thôi Ông đã thua Màu nói cho tôi biết Sư tôn của ông là ai Người này đang ở nơi nào Tôi lại dùng hỏi Nhưng Nam Quỷ đã cười ha ha Sau đó khản giọng nói <laughs> Mặc dù tao thua Nhưng mày đã đánh giá thấp lòng trung thành của tao Đối với thánh giáo và sư tôn rồi Nghe thấy điều này lúc mày của chúng tôi càng siết chặt lại, những tín đồ của tà giáo này sao lại ngậm miệng chặt đến như vậy. Vừa nghĩ tới đây, chúng tôi còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, đôi tay đang run rẩy của nam quỷ. Lúc này đột nhiên kết thành một ấn ký kỳ dị, lập tức mở miệng nói: "Phá!" Thấy nam quỷ thế này, trong lúc nhất thời tôi còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng lão phong ở bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thô bảo túm lấy tôi và dân tuyết Sau đó đè chúng tôi xuống đất Lớn tiếng nói Cúi người xuống Lão Phong vừa dứt lời Lam quỷ đang kết ấn Đột nhiên sắc mặt trở nên cứng đờ, Thân thể kịch liệt run rẩy, Có một luồng năng lượng nhanh chóng hội tụ Ở trước ngực của gã Cuối cùng ẩm một tiếng nổ tung Tên Lam quỷ tự nổ hồn phi phách tán Âm lực chấn động bốn phía Hóa thành từng luồng gợn sóng Không ngừng truyền ra ngoài nhưng tôi và Dương Tuyết đã bị lão phong đè trên mặt đất, nên tôi chỉ cảm thấy những trận âm phong thổi qua, lạnh như băng, giống như những lưỡi dao gió, càng cào vào quần áo, thậm chí cả làn da của chúng tôi. Chúng tôi đợi cho sóng lặng dần, rồi từ từ đứng dậy. Chỉ thấy sau lưng của từng người chúng tôi đã bị chém ra bảy, tám, đến cả chục vết rách. Giống như là bị một lưỡi dao sắc bén cắt ra. Cánh tay của Lão Phong đã bị chém hài nhát, máu chảy đầm đìa, may mà vết thương không có sâu. Về phần nam quỷ đã sớm hồn phi phách tán, thời điểm gã hấp hối đã thi triển một loại thật chú nào đó để tự bạo, muốn dùng sinh mệnh cuối cùng của gã để kéo chúng tôi làm đệ lưng. Cũng may, Lão Phòng có kinh nghiệm phong phú, khi đối phương thi chuyển thật chú, cậu ta đã nhìn thấu mọi chuyện và sớm để chúng tôi xuống dưới đất. Bằng không, đối mặt trực diện với màn tự bạo vừa rồi, hậu quả như thế nào cũng thực khó nói tôi thở phào nhảy nhõm cảm kích phòng tuyết hàn lão Phong vừa rồi cảm ơn cậu cậu lại cứu mạng tôi rồi dương tuyết cũng cười ngọt ngào phòng tuyết hàn tôi cũng nợ anh một mạng ngày thường là lão phong là một người lạnh lùng lúc này nghe thấy hai người chúng tôi nói như vậy đã có chút ngại ngùng chỉ cười ha ha vài tiếng nhưng điều mà chúng tôi không biết chính là ngay sau khi nam quỷ kiều ca chết đi trong một căn phòng tối tăm một con úp bê bằng vải màu đen đột nhiên bốc cháy mà không có một chút dấu hiệu báo trước nào theo sự xuất hiện của ngọn lửa một khuôn mặt giống như xác khô từ từ được chiếu rọi nam quỷ hung hãn cuối cùng đã chọn ra phương thức tự nổ tung và chết ở trước mặt chúng tôi nhưng không đợi chúng tôi kịp thời thở vào nhẹ nhõm tôi đột nhiên phát hiện ra chỗ tên nam quỷ tự bạo đã xuất hiện một người giấy đen thấy vậy tôi ngạc nhiên tiến lên vài bước rồi nhặt mảnh giấy lên dương tuyết và phong tuyết hàn cũng nhìn thấy mảnh giấy họ không khỏi lộ ra vẻ mặt ngương trọng tại sao lại có một người giấy thế này dương tuyết lầm bầm lão phong cũng không có nói gì tôi cũng nhặt người giấy lên rồi nhìn lấy vài lần nhìn từ bên ngoài của người giấy cũng nhìn không có ra dấu vết hay bất cứ điều đặc biệt gì đó chỉ là một tờ giấy hình người to bằng lòng bàn tay ngoại trừ những thứ này thì không có bất cứ kỳ dấu vết nào khác nữa. Sau khi nam quỷ hồn phi phách tán, đáng lẽ ra không nên lưu lại thứ gì mới phải chứ. Nhưng tăng đại trị và nam quỷ kiều ca này sau khi chết lại liên tiếp để lại những màu giấy màu đen. Đây không phải là trùng hợp, trên người của hai con quỷ này nhất định đã xảy ra chuyện gì. Mảnh giấy này tuyệt đối không phải là vật bình thường. Hơn nữa, trước mắt đã có thể xác định bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ với tổ chức mắt quỷ. Hoặc là nói, mảnh giấy này là một loại phương pháp bí mật nào đó được tổ chức mắt quỷ sử dụng để thao túng bọn chúng hoặc là có tác dụng nào khác. Ba người chúng tôi không hiểu ra sao, nhưng chúng tôi cũng cất mảnh giấy đen đi, muốn sau khi trở về sẽ đưa cho sư phụ và độc đạo trưởng nhìn xem thế nào. Cả hai người họ đều là người có kinh nghiệm. Có thể nói, bọn họ sẽ nhìn ra mánh khóe ở trên đó. Sau đó chúng tôi ở lại đây một hồi, nhìn khắp nơi. Nhưng ngoại trừ hai con quỷ này, khu vực xung quanh cũng không có gì khác thường, cũng không có hơi thở của âm sát khí. Vì vậy chúng tôi quyết định lên đường vội vã quay trở về. Khi chúng tôi trở lại phim trường một lần nữa, đã hơn 12 giờ, Lúc này phim trường vẫn tấp nập người qua lại, có đàn làm phim quay cảnh đêm, có khách du lịch, diễn viên quần chúng rất náo nhiệt. Ở nơi này, cho dù ba người chúng tôi có mang theo một thanh kiếm bằng gỗ đào và la bàn phong thủy cũng không ai quan tâm đến. Có lẽ chúng tôi đã bị coi là diễn viên quần chúng của một đoàn làm phim nào đó. Sau đó chúng tôi đã ăn nhẹ ở quán ven đường nhìn thoáng qua di động xem. Thật đáng tiếc, Trương đạo trưởng vẫn chưa đồng ý kết bạn bè với tôi trên WeChat. Sau khi no bụng, chúng tôi trực tiếp trở về nhà trọ của tỉnh Minh Tuyết. Mặc dù lúc này đã khuya, nhưng chúng tôi vừa đi đến cửa, liền phát hiện đèn vẫn còn sáng, bên trong còn truyền ra tiếng nói chuyện khẽ khẽ. Hẳn là mọi người quá căng thẳng nên không có ngủ được, chúng tôi liền gõ cửa và nghe thấy tiếng phản hồi lo lắng từ bên trong. Ai vậy? Ờ, là chúng tôi đây, Tôi nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, tình minh tuyết kinh ngạc kêu lên. Đinh đạo trưởng. Nói xong, có tiếng bước chân vàng lên, sau đó cửa đã mở ra. Khi tình minh tuyết và ngô huệ huệ nhìn thấy chúng tôi trở về, họ đã rất hưng phấn. Hai cô gái vội vàng hỏi chúng tôi chuyện ra sao rồi. Ba người chúng tôi lần lượt vào phòng, liếc nhìn bàn thờ đã sập đổ ở trong phòng. Nhàn nhạt, nhạt cười nói. À, chuyện này yên tâm đi, chuyện này đã được giải quyết triệt để rồi về sau các người có thể yên tâm rồi đấy tình minh tuyết đã bị sắc quỷ quấn lấy ba tháng vừa nghe thấy điều này cô ấy đã vui mừng côn xiết cảm ơn thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều à đúng rồi ba vị đạo trưởng xin chờ một chút tình minh tuyết nói xong liền chạy tới bên trường, sau đó lục lọi trong túi sách vài lần lấy ra một sấp tiền rồi đi tới sấp tiền không có nhiều lắm thậm chí bên trong còn có mệnh giá 20, mươi năm mươi tệ tổng cộng khoảng một nghìn tệ. Tình Minh Tuyết cầm lấy một nghìn tệ cung kính đưa cho tôi. Đinh Đạo Trường, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi, tôi bây giờ chỉ có bấy nhiêu, cũng không biết có có đủ hay không. Xin mọi người nhận lấy, nếu, nếu mà không đủ, về sau tôi sẽ trả thêm cho mọi người. Sau khi nói xong, tình minh tuyết còn lo lắng cúi đầu cảm ơn chúng tôi. Khóe miệng của tôi cong lên thành một nụ cười. Chúng tôi cũng không phải là lão nam đạo, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi là việc mà chúng tôi lên làm. Hơn nữa, Tỉnh Minh Tuyết cũng chỉ là một diễn viên tuyến thứ 18. ngoài tiền điện nước, tiền thuê nhà, cậu ấy cũng không mua nổi một bữa ăn tử tế, chúng tôi sao có thể lấy tiền cô ấy được chứ? Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói, Dương Tuyết ở bên cạnh đã trực tiếp đẩy tay của Tỉnh Minh Tuyết về. Tiểu Tuyết à, chúng tôi không có cần tiền đâu, cô giữ lại đi. Tỉnh Minh Tuyết dừng rốt một lúc không, không cần tiền sao? Dương Tuyết cười rạng rỡ. À, chúng ta không phải là bạn bạn hay sao? Số tiền này thôi cô cứ cứ giữ lấy đi. Mỗi ngày ngày nào đó cô mà nổi tiếng như là Huệ Nhi thì phải thì mời chúng tôi một bữa cơm là được rồi. Những lời nói chân thành của Dương Tuyết đã khiến cho tình mình Tuyết xúc động. Cô ấy đã lăn lộn ở nơi này hai ba mươi năm rồi. Đối với lòng người nóng lạnh, cô ấy đã nhìn rất rõ ràng mọi người đều có mục đích riêng của mình hay nói cách khác nếu không có được lợi ích thì họ nhất định sẽ không nhiệt tình giúp đỡ theo như lời nói của dương tuyết cô ấy đã coi cô lật ta là bạn giúp cô ta giải quyết chuyện này còn không lấy một phần tiền sao cô ấy không cảm động cho được đôi mắt của tình minh tuyết đã trở nên đỏ hoe ừ một tiếng sau đó nói là mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ sau đó chúng tôi đã ở trong phòng của tình minh tuyết mà trò chuyện một hồi lâu Phần lớn là nói về một số biện pháp phòng tránh thui xẻo cũng đưa ra yêu cầu kêu tỉnh Minh Tuyết trong mấy ngày này phải chuyển nhà ra khỏi chỗ này. Mặc dù cái tên biến thái Tăng Đại Trị đã chết, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra bọn họ không phải là hoạt động cá nhân mà là một tổ chức. Vì sự an toàn của tỉnh Minh Tuyết, tôi đã nhắc nhở cô ấy rời khỏi nơi đây. Cũng cần phải xóa tài khoản WeChat của Trương Đạo Trường và cắt đứt mọi liên lạc với tên yêu đạo này. Sở dĩ phải chuyển nhà Thứ nhất là vì sợ đồng lõa của tên sắc quỷ tăng đại trị tìm tới cửa Thứ hai là căn nhà này quá tăm tối Không thích hợp cho người có dương hỏa yếu ớt như tỉnh Minh Tuyết sinh sống ở đây Bởi vì dương hỏa yếu nên dễ bị vật âm tà quấn lên người Bây giờ cô ấy cần sống ở một nơi có nhiều dương khí Có thể dương hỏa của cô ấy có thể dần dần trở nên tràn đầy hơn Nếu không thân thể sẽ dễ dàng sinh bệnh Thậm chí sẽ một lần nữa bị vật âm tà theo dõi phát sinh ra một số chuyện không cần thiết. Tình Minh Tuyết đều nhất đồng nhất thời đồng ý, đồng thời là Ngô Hoài Huệ cũng kêu là Tình Minh Tuyết đến chỗ của cô ấy ở, như vậy thì hai người họ cũng có thể chiếu cô lẫn nhau. Sau khi thống nhất như vậy, ba người chúng tôi cũng không ở lại lâu, kêu bọn họ nghỉ ngơi cho thật tốt rồi rời khỏi nơi này. Lục này đã khuya, ký túc xá của trường Dương Tuyết cũng đã đóng cửa, vì vậy chúng tôi đã tìm một khách sạn gần đó mà để ở tạm. Tôi dự định là sẽ nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cách âm của nơi này thực sự không có tốt. Đôi tình nhân ở phòng kế bên có tình lực. Rất tràn đầy. Họ cứ ân ân, ân ân à à lằn lộn cả đêm. Khiến tôi cả đêm không thể nào ngủ được. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, trước tiên tôi kiểm tra điện thoại của mình để xem liệu trường đạo trưởng có chấp nhận lời kết bạn của tôi hay không kết quả vẫn không có phản hồi không còn cách nào khác tôi chỉ có thể quay về trấn thanh trạch trước buổi trưa hôm nay dương tuyết có một buổi họp lớp vì vậy cô ấy đã rời đi từ sáng sớm cô ấy còn nói với tôi nếu có tin tức của trương đạo trưởng thì báo cho cô ấy một tiếng tiếp theo lão phong và tôi trực tiếp ngồi xe trở về thanh trạch trấn sau khi chúng tôi về đến thị trấn đã là giữa trưa sau khi xuống xe lão phong và tôi mỗi người mang theo một người giấy đen nhỏ đi thẳng về cửa hàng của mình. Về đến nhà, tôi thấy sư phụ đang chuẩn bị ăn cơm. Sư phụ thấy tôi trở về, lập tức đói. Trở về rất đúng lúc, ngồi vào bàn ăn cơm đi. Nhưng tôi cũng không có tâm tình ăn cơm, vội vàng lấy trong ngực ra tờ giấy đen, sau đó nói với sư phụ. Sư phụ, còn có món đồ, người ra một chút đi. Lúc đầu sư phụ cụ thì cũng không để ý lắm, nhưng ngay lúc tôi trải tờ giấy đen ra lòng bàn tay, thân thể của sư phụ đột nhiên chấn động, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi. Sau khi sư phụ nhìn thấy mảnh giấy đen trong tay tôi, đột nhiên lộ ra vẻ mặt này khiến tôi nhất thời kinh ngạc. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, sư phụ đã giật lấy tờ giấy đen trong tay tôi, đồng thời vội vàng nói: "Nhóc con, con mang thứ này về làm gì? Thứ này con có thể chạm vào hay sao?" Nói xong, sư phụ lấy ra chiếc bật lửa mang theo trong người trực tiếp đốt mảnh giấy đen trước mắt tôi chỉ là khi mảnh giấy màu đen bốc cháy thì trông rất kỳ lạ bởi vì ngọn lửa không phải là màu đỏ cũng không phải là màu xanh là màu xanh đen khói bốc lên cũng là có mùi rất hăng và rất thối nhìn vẻ mặt kiên kỳ của sư phụ cùng với ngọn lửa kỳ lạ này tôi cảm thấy hoang mang ơ ờ, sư phụ mảnh giấy đen này có lai lịch gì tôi nghi hoặc hỏi Sư phụ nhìn mảnh giấy đen đang cháy nói Nhọc con Để vi sư nói cho con biết đây Thứ này rất tả ma Tôi gãi đầu Con con không hiểu lắm Sư phụ người nói rõ thêm một chút đi Sư phụ liếc nhìn tôi một cái rồi nói Mảnh giấy đen này gọi là khí oán Là vật dẫn để âm sát khí tụ tập thành oán khí Nếu người sống mang theo vật này trên người Không bao lâu sẽ bị âm oán khí xâm nhập nhẹ thì ốm đau quấn thân, nặng thì tâm tình biến đổi, thậm chí có thể trở thành kẻ điên. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Tôi không ngờ mảnh giấy nhỏ này lại có lai lịch như vậy. Nhưng tôi lại tò mò, tại sao những con quỷ kia lại muốn tụ tập oán khí ở trên người? Điều này có lợi gì cho bọn họ? Nghĩ đến đây, tôi liền lần lượt hỏi ra những suy nghĩ ở trong lòng. Sư phụ nghe xong thì liền giải thích theo như vị sư biết được vật này không chỉ có thể tụ tập âm oán khí mà còn có thể hấp thụ âm khí nó giống như vật dẫn để hồi tụ năng lượng vậy đều có những thứ tà âm kia đang ở trong thời điểm suy yếu chúng có thể thông qua mảnh dây đen này để hấp thu lực lượng của oán khí đã tích tụ trước đó để bổ sung vào trong cơ thể mình giống như còn đang chơi game vậy sau khi nhân vật của con bị thương nặng chỉ cần một bình máu thì sẽ hồi phục không thể không nói sư phụ miêu tả rất là sống động nghe xong thì liền hiểu ngay suy nghĩ về những lời đàm luận của sắc quỷ tăng đại trị cùng với nam quỷ kiều ca đã nói trước đó tôi mơ hồ phát hiện chẳng lẽ bọn chúng đã dùng vật này mà để thải âm sau khi thu được âm tinh liền cho vào bên trong mảnh giấy này sau đó lại giao cho trường đạo trường coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ tôi yên lặng suy nghĩ cảm giác rất là có khả năng thấy tôi ngẩn người sư phụ đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của tôi tiểu Phạm, tối hôm qua con ra ngoài làm cái gì chẳng lẽ lại đi ra ngoài bắt quỷ sao nghe thấy sư phụ dò hỏi tôi đã lấy lại tinh thần trên mặt tôi cũng lộ ra nụ cười khổ cũng không phải đâu sư phụ để con kể cho người nghe đi này Tối hôm qua con cùng với Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết đã đi hợp sức đi bắt một con tiểu quỷ. Nhưng lúc đến đó thì mới phát hiện ra rằng con tiểu quỷ đó cũng không phải là tiểu quỷ mà là một lão quỷ háo sắc. Sau đó tôi đã kể lại với sư phụ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Sư phụ nghe xong cũng rất rừng rốt. Cuối cùng khi nghe được chuyện này có liên quan đến tổ chức mắt quỷ, ông ấy không khỏi há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tà giáo mắt quỷ này không phải là thứ mà những đạo sĩ nhỏ bé như chúng tôi có thể đắc tội nổi chỉ có những đạo sĩ ở bên trong tông môn lớn mới dám chống lại tuy lời nói là như vậy nhưng lúc đó gặp được làm sao chúng tôi biết được đối phương có phải là thành viên của tổ chức mắt quỷ hay không cho dù là như vậy chẳng lẽ chúng tôi thấy chết mà không cứu hay sao để mặc cho tên sắc quỷ kia làm ác một mực quấy giày tình minh tuyết sau khi sư phụ nghe hết toàn bộ quá trình này cũng hít vào một hơi thật sâu tiểu phàm, ta giáo đẩy có thế lực rất lớn những quỷ nô giới trứng của nó no cũng rất mạnh những kẻ chủ mưu đằng sau nhất định rất lợi hại chúng ta đã phá hỏng việc tốt của họ nhiều lần sau này cần phải cẩn thận nhiều hơn để không bị đâm ở sau lưng tôi gật đầu à sư phụ yên tâm con chắc cẩn thận nhưng mà sư phụ, cái tên tầng đại trị và nam quỷ kiều ca chỉ là nhân vật nhỏ thôi. Phía sau bọn chúng còn có trương đạo trường và một sư tôn. Sư tôn kia khá là thần bí, có rất ít thông tin về người này. Trước tiên chỉ biết như vậy thôi. Nhưng trương đạo trưởng này còn có manh mối, thậm chí còn có thể lần theo manh mối mà tìm được người này. Được, vậy con nói vì sự biết, còn có manh mối gì đi? Sư phụ cũng trở nên nghiêm túc, cũng không có tâm tư mà để ăn cơm. Tôi cũng không chậm trễ, nhanh chóng lấy điện thoại ra mở WeChat. Chỉ cần lời mời kết bạn của tôi được chấp nhận, tôi liền có thể lợi dụng thân phận mua tiểu quỷ để tìm ra yêu đạo này. Cuối cùng một mẻ hốt gọn bọn chúng, nhổ cỏ tận gốc. Sư phụ khẽ gật đầu cũng cho rằng biện pháp này là có khả thi. Nhưng sư phụ cũng nghiêm túc nói với tôi, nếu tôi muốn đi đối phó với tên trương đạo trưởng này, nhất định không thể hành động một mình, lúc đó phải gọi ông ấy vào độc đạo trưởng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể yên tâm. Đối với điều này, tôi nhất định là sẽ nghe theo. Người được gọi là trương đạo trưởng này, địa vị kém cỏi nhất cũng có thể là tiểu đầu mục của tổ chức mắt quỷ, đạo hạnh chắc chắn là không thấp. Nếu thật sự phải đối phó với một đầu mục, chúng tôi cũng không có dám đơn độc mà hành động. dù sao chúng tôi làm cái nghề này chính là cuộc sống liếm máu trên lưỡi đào hơi không lưu ý thôi liền có khả năng chết không có chối trôn ngay cả người nhặt sắc cũng không có cho nên tôi đảm bảo với sư phụ một khi có manh mối tôi sẽ lập tức thông báo cho ông sẽ không làm việc lỗ mãng buổi chiều tôi ở trong phòng ngủ một giấc sư phụ đã đi tới bách thảo đường để nói chuyện với độc đạo trường cẩn thận phân tích tin tức mà tôi và lão phong mang về hai người đó đều nhất Chí đồng ý, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ ra tay. Cứ như vậy, ba ngày kế tiếp tôi đợi tin tức từ điện thoại. Thẳng đến buổi sáng ngày thứ tư, rốt cuộc lời kết bạn của tôi đã được thông qua. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng đợi được Trương Đạo trưởng đồng ý kết bạn WeChat. Tôi cũng không có chần chờ nhanh chóng nhắn tin cho Trương Đạo Trường. Xin chào Trương Đạo trưởng tôi muốn tìm tiểu quỳ. Tôi thì cũng không vòng vo Đi thẳng vào chủ đề chính luôn Rất nhanh đối phương đã nhắn tin trả lời Ba loại Chiêu tài bảo vận Kéo dài phúc tọ Hộ chủ giết địch Những lời này chính là hỏi tôi là muốn loại nào Tôi cũng không có do dự Mà chọn cách đầu tiên Chiêu tài bảo vận Tin nhắn gửi đi không đến 10 giây liền nhận được trả lời 12 vạn tệ Tiền đặt cọc là 3 vạn Khá lắm không nghĩ tới chỉ mời một tiêu quỷ lại mắc đến như vậy Tin đặt cọc cũng muốn nhiều đến như vậy Bản thân tôi làm gì có nhiều tiền như thế chứ Tôi nhanh chóng mà tìm sư phụ Nói cho ông ấy nghe về chuyện này Sư phụ cũng không có do dự Chỉ hư lạnh một tiếng Rồi nói rằng chỉ cần có thể dẫn tên yêu đạo này xuất hiện Ba vạn thì ba vạn liền kêu tôi đồng ý trước Một hồi nữa là sẽ tuyển chuyển tiền cho tôi Sư phụ đã đồng ý tôi nên trả lời bằng một chữ được Đồng thời hỏi đối phương về thời gian và địa điểm Chứng đạo tưởng cũng không lập tức trả lời cho tôi Sau khi tôi chuyển ba vạn tiền đặt cọc Đối phương mới nhắn lại cho tôi một tin Ba ngày sau Vào lúc 12 giờ tối Nhà máy hóa chất bỏ hoang Ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Thanh Thạch Hãy đến tìm tôi sau khi thanh toán xong ba vạn tệ tiền đặt cọc, chúng tôi nhanh chóng có được địa chỉ liên hệ nhà máy hóa chất bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Thanh Thạch, gần giống như những gì tình Minh Tuyết đã nói. Đối phương đưa ra thời gian là 3 ngày, chúng tôi cũng không dị nghị gì. Tôi trực tiếp nói một chữ được, rồi cất điện thoại đi. Thấy tôi cất điện thoại đi, sư phụ rít một hơi thuốc thật sâu rồi nói. Chỉ phí cho việc này cao thật đấy. Ba ngày sau, chúng tôi nhất định phải để tên yêu đạo này phun ra ba vạn tệ. Nghe sư phụ nói như vậy, trên mặt tôi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Sư phụ thì cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài ba vạn thể của mình. Tiếp theo, chúng tôi thông báo cho độc đạo trưởng và lão phong về chuyện này, đồng thời cũng nói cho Dương Tuyết một tiếng. Trong... được bao lâu? Độc đạo trưởng và lão phong đã trực tiếp đến cửa hàng của chúng tôi và bắt đầu thảo luận một cách cẩn thận. Ba ngày một mình vẫn còn nhiều thời gian chúng tôi có thể chuẩn bị tốt nhất để đối phó với tên quỷ này chỉ là ai sẽ đến nơi hẹn và ai sẽ là người gặp riêng chương đạo trường và đã trở thành chủ đề tranh cãi với nhau ban đầu độc đạo trưởng và sư phụ đã xảy ra tranh chấp hai người đều không muốn nhường tôi yên lặng trầm tư một hồi cảm thấy không thể để cho sư phụ và độc đạo trưởng đi đến nơi hẹn được mặc dù hai người bọn họ có đạo hạnh cao có thể bảo vệ cho mình an toàn tuy nhiên điều này cũng sẽ khiến cho họ có khả năng bị lộ cao hơn mặt khác tôi và lão phong có thu vị không cao không các gì thành viên bình thường nếu gặp mặt cũng tăng thêm khả năng mê hoặc đối phương vì vậy tôi đã bày tỏ suy nghĩ của chính mình sau khi sư phụ và độc đạo trưởng nghe xong thì cũng cảm thấy có chút đạo lý nếu đạo hành của đối phương không thấp rất dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của đạo khí từ trên người sư phụ và độc đạo trường một khi mà bị cảm nhận được sẽ bị bại lộ thân phận và không thể áp dụng các kế hoạch tiếp theo. Lão Phong và tôi đều có đạo hạnh thấp, chưa đạt đến tu vi và cảnh giới có thể phóng ra đạo khí ra ngoài. Do đó, một trong hai chúng tôi đi qua đó sẽ tương đối an toàn hơn và dễ mê hoặc đối phương hơn. Nếu phải lựa chọn giữa Lão Phong và tôi, tôi nghĩ để tôi đi là sẽ thích hợp hơn. Lão Phong trầm thích ít nói, ngày thường cũng đã lạnh lùng và thờ ư với mọi người, cũng không biết nói chuyện vì vậy tôi đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất đến lúc đó tôi sẽ về đến nhà máy bỏ hoang để gặp đối phương sau đó sư phụ và những người khác sẽ từ từ đi theo lặng lẽ tiến vào nhà máy hóa chất bỏ hoang từ bên cạnh và bao vây bối đối đối phương từ bên ngoài một khi nắm bắt được cơ hội họ sẽ hạ gục tiêu diệt tên thương đạo trường để tránh những rắc rối về sau kế hoạch và các bước hành động đã được thống nhất tạm thời sau đó chúng tôi thảo luận rất nhiều chi tiết cũng như một số biến cố có thể xảy ra còn mang theo một số pháp khí. Dù sao thì lần tấn công này là để đối phó với yêu đạo. Đối phó yêu đạo này không giống như đối phó với lệ quỷ và cương thi. Lệ quỷ và cương thi thì đều có trí không có trí tuệ. Chúng tôi đánh không lại thì có thể chạy trốn, sau này sẽ tìm tới để tính sổ. Nhưng yêu đạo này thì lại khác. Một khi có bất kỳ sai lầm hay là thiếu sót nào, không chỉ có kế hoạch thất bại, thậm chí còn mất mạng, mức độ nguy hiểm so với lệ quỷ hung hồn thì cao hơn gấp mấy lần. Ba ngày cũng không phải là một khoảng thời gian dài, đảo mắt thì là sẽ qua. Hôm nay chúng tôi đã ăn tối rất sớm, sau đó mang theo dụng cụ đến tụ hợp với đám người của độc đạo trường, lập tức đi đến phía bắc của thành phố. Trước khi đi, tôi đã gọi cho Dương Tuyết Cô ấy đang đợi chúng tôi ở phía bắc thành phố. Khi gặp mặt, cô ấy sẽ kể lại cho chúng tôi nghe về nhà máy bỏ hoang này. Khi chúng tôi đi đến phía bắc của thành phố, đã là 9 giờ rưỡi tối. Cùng với lúc đó, tôi cũng gặp Dương Tuyết ở điểm hẹn. Dương Tuyết lên tiếng chào hỏi chúng tôi, rồi dẫn chúng tôi đến nhà máy bỏ hoang. Nơi này nằm trong khu cải tạo đô thị, nhà máy đã dọn ra ngoài, xung quanh không có dân cư sinh sống, đang ở trong trạng thái tạm dừng khai phá. Vì vậy nơi này trông rất vắng vẻ, đường đi đã bị chặn hoàn toàn, không có xe lưu thông. Trong nửa giờ tiếp theo, chúng tôi chỉ có thể sử dụng hai chân để đi bộ. Trên đường đi, Dương Tuyết đã giới thiệu cho chúng tôi quy mô và cách bố trí của khu vực bỏ hoang này. Thậm chí Dương Tuyết còn lấy ra một tấm bản đồ đơn giản do chính mình vẽ. Cô ấy đã tự mình đi khảo sát địa hình và bố cục sẽ không có sai lầm. Biết được địa hình đối với chúng tôi mà nói chỉ có lợi chứ không có hại cho dù là theo dõi hay chạy trốn đều có tác dụng sư phụ và những người khác có lợi dụng bản đồ để nhanh chóng sắp xếp mọi việc khi chúng tôi đến gần nhà máy bỏ hoang sư phụ và những người khác đã tách khỏi tôi họ tránh đi đường chính mà đi đường vòng đến bên hông của nhà máy sau đó mai phục điều này cũng có thể che được tai mắt của người khác và che giấu bản thân ở mức độ lớn nhất tôi đi theo con đường chính và giải bước đến nhà máy bỏ hoang này chỉ cần bên tôi có bất kỳ động tính gì thì hét lớn một tiếng. Sư phụ và mọi người sẽ từ bên cạnh lao ra, Để lúc đó sẽ tấn công từ hai bên. Tên yêu đạo kia, dù có cách cũng khó mà chạy thoát được. Tôi đã nghĩ như vậy ở trong lòng, đồng thời tôi cũng cảnh giác nhìn bốn phía ở xung quanh. Nhưng mà nơi này hoang vắng đổ nát, đêm này ánh trăng lại bị mây che khuất đi, khiến cho tôi vô cùng mờ mịt, tầm nhìn không tới 5 mét khi tôi đi đến cửa nhà máy cửa sắt đã sớm dì xét không có chịu nổi trước cửa còn một tấm bảng lớn đổ nát nhà máy phân hóa học đại phúc tôi thì cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mà bước vào từ cửa vào bên trong có một con đường thẳng tắp một khi tôi đến cuối cùng thì nhìn thấy một quảng trường nhỏ nhưng nó đầy cỏ dại rác thải nhựa và dấu vết của lửa Tôi đi dạo một vòng cũng không phát hiện ra có gì khác thường, liền tìm một chỗ ngồi ở bên cạnh quảng trường nhỏ, dự định ngồi ở chỗ này mà chờ. Có người đi vào, tôi có thể nhìn thấy ngay lập tức. Và bên kia cũng có thể thấy tôi cũng ngay lập tức. Chỉ là thời tiết bắt đầu trở lạnh đi, buổi tối ngỡ ngồi ở bên ngoài quả thực là có chút lạnh. Trong lúc vô thức, tôi hắt hơi một cái, siết chặt quần áo và châm một điếu thuốc, Mặc dù tôi không nhìn thấy tung tích của Dư phụ và những người khác đâu, nhưng tôi tin rằng họ đã trốn vào trong một góc nào đó, lúc này đang im lặng theo dõi tôi. Chỉ cần tôi gọi một tiếng, họ nhất định sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tôi tính toán thời gian, chịu đựng cái lạnh chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng cũng tới 12 giờ. Nhưng Trương đạo trưởng, người mà tôi đang đợi vẫn chưa có xuất hiện. Tôi là có chút gấp gáp, có khi nào cái tên yêu đạo này đã quên rồi hay không? Tôi đứng dậy đi đến cửa và liếc mắt nhìn ra bên ngoài hành lang mấy lần. Kết quả là hành lang trống không, nửa bóng người cũng không có thấy. Tôi thở phào, có vẻ như tên này là sẽ đến trễ đây. Nghĩ đến đây tôi quyết định quay lại và tiếp tục ngồi đợi. Nhưng vào lúc tôi quay đầu lại, đột nhiên phát hiện phía sau mình 5 mét, một bóng người xuất hiện từ trong hư không. Người đó mặc một chiếc áo tràng lớn màu đen, giống như một chiếc áo mưa. Tôi không thể nhìn rõ dáng người và khuôn mặt, người này chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và không nói một lời người đó đầu tiên xuất hiện tôi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý từ trước trong lòng rất là sừng sốt nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại người này chính là người mà tôi đã liên hệ trương đạo trường tôi hít một hơi thật sâu dự định sẽ chào hỏi đối phương bằng những lý do thoái thác mà tôi đã nghĩ ra từ trước nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng bên trong áo choàng đen đã truyền ra một tiếng cười quỷ dị giọng nói này hơi trầm và khàn làm cho người nghe rất khó chịu sau đó tôi nhớ mày có chút khó hiểu người này cười cái gì đây ngay lập tức tôi nghe thấy một giọng nam khàn khàn có chút quen thuộc lọt vào tai thật khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn không ngờ khách hàng của tôi lại là cậu đinh phạm chờ trong gió lạnh lông như vậy cuối cùng cũng đợi được tên yêu đạo này thế nhưng điều làm cho tôi trăm triệu lần không nghĩ tới vừa mới gặp mặt đối phương lại là một bất ngờ lớn đến như vậy người này lại biết tên của tôi phải biết rằng chúng tôi ở trên wechat chỉ nói một vài câu ít ỏi mà thôi thậm chí tài khoản wechat này còn là một tài khoản nhỏ đối phương căn bản không có hỏi tới tên của tôi nên làm sao có thể biết tôi nhưng ngoại trừ điều này, tôi còn mơ hồ phát hiện ra giọng nói của người này dường như tôi đã nghe qua ở đâu đó, khiến cho tôi có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, tôi lại không có nghĩ ra, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt nghi ngờ cùng với kiếp sợ. Người đàn ông mặc áo chẳng đen thấy tôi ngây người tại chỗ thì cười ha hả vài tiếng quỷ dị, sau đó mở miệng nói. <laughs> Cái đầu chọc của cậu, lúc vừa mới nhìn thấy, tôi còn chưa có nhận ra không ngờ lại thật là cậu đức phương nói như thế lòng bàn tay của tôi đều đã toát ra mồ hôi nhưng giọng nói người này khàn khàn và trầm thấp tôi thật sự không nghĩ ra chủ nhân của giọng nói này là ai nhưng đã đến nước này rồi cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó tôi hít sâu một hơi cũng không có nói nhảm trực tiếp mở miệng nói với người áo đen ngài chính là trương đạo trường <laughs> Đương nhiên là Trương đạo trưởng đây. Tôi không biết tên của cậu, mà tôi còn biết cậu là người trừ tà đấy. Lúc này thân phận của tôi đột nhiên bị bại lộ, tôi không khỏi lo lắng, nếu đối phương đã nhìn thấu mọi chuyện, hành động của chúng tôi đêm nay chẳng phải là vô ích rồi hay sao, mà cũng có thể đã rơi vào bẫy của đối phương. Trong lòng tôi xuất hiện một tia lo lắng có chút lo lắng, kế hoạch của chúng tôi đã bị bại lộ. Kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi, thật sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Vốn dự định giả vờ thông qua giao dịch để tới gần cái tên yêu đạo, sau đó đột nhiên ra tay đánh cho tên này trở tay không kịp. Sau đó lại ra hiệu cho sư phụ và những người khác hành động, bốn phía vây kín tên yêu đạo này. Tôi trầm mặc. Sao ngài biết những chuyện này? nghe người mặc áo đen chậm rãi giơ tay kéo xuống mũ trùm ở trên đầu đồng thời mở miệng nói bạn học cũ còn nhớ rõ tôi không nói xong người áo đen cởi mũ để lộ ra khuôn mặt ở dưới lớp áo đen cũng ngay lúc này mây đen trên trời đã rời đi một ít tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều khoảng cách 5 mét cũng không có xa tuy rằng vẫn nhìn không có rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy rõ phần lớn tướng mạo của một người. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt kia thì đã sửng sốt một chút. Người này, tướng mạo của người này, sao lại giống Trương Tử Đào như vậy? Không, không phải giống. Người này gọi tôi là bạn học cũ. Đúng vậy, người này chính là Trương Tử Đào. Chính là người bạn đã mắc bệnh nan y trong buổi họp lớp ở khách sạn Hoàng Triều. Trước đó đã gia nhập vào tổ chức mắt quỳ, tu luyện tà pháp. Vào ngày 15 cần uống máu người, nhưng cuối cùng lại ăn tim của bạn học vào đêm hôm đó thật sự là không có nghĩ tới mấy tháng không có gặp tên này vậy mà đầu cơ trục lợi lên trên người của nhiều quỳ hơn nữa chúng tôi còn gặp nhau ở nơi này thêm lần nữa trong lòng vừa, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ tầm từ mệt mộng cuối cùng lại thì thào mà lẩm bẩm chương tử đào <laughs> Không sai, không sai Chính là tôi đây Sau khi từ biệt ở khách sạn Gần đây cậu có khỏe không? À đúng rồi Không phải cậu là người trừ tà hay sao? Tại sao cũng muốn mời tiểu quỷ? Đã như vậy Tôi sẽ giảm giá cho cậu 12 vạn À không Chỉ cần 8 vạn tệ Như thế nào? Chỉ là giọng nói của cậu ta đã thay đổi so với trước giọng nói càng khàn và trầm hơn khiến cho tôi lần đầu nghe thấy cũng không có phân biệt được <laughs> ai mà thèm tiểu quỷ của mày chứ hôm nay tao đến đây là để diệt trừ mày yêu đạo tôi lạnh lùng nói <laughs> tôi có nghe nhầm hay không với cái đạo hạnh của cậu mà muốn thoát diệt trừ tôi sao Tôi bây giờ cũng không phải là tôi của vài tháng trước đâu. Về mặt của Trương Tử Đào đầy kinh thường nói. Không thử thì làm sao biết được chứ. Nói xong tôi đã tự trong túi kiếm gỗ đào rút ra. Trương Tử Đào thấy tôi lấy ra kiếm gỗ đào lại khoác tay áo. À, không, 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 không. Đinh Phạm, tôi không muốn đánh nhau với cậu. Cũng không muốn giết cậu. Cậu có ý gì? tôi là một người luôn nhớ tới tình cũ lần trước ở khách sạn tôi giết chủ quý là bởi vì không còn sự lựa chọn nào khác bởi vì túi máu mà tôi mang theo bên mình đã rời mất dù sao cái tình nhãi chủ quý kiêu ngạo và ngang ngược như vậy thì chết cũng có đáng nếu chúng ta đều đã bước chân vào đạo gia bằng không chúng ta hợp tác đi chỉ cần cậu đi theo tôi nhậu nhẹt chơi bời, trái ôm vài ấp, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà quan trọng nhất chính là chúng ta sẽ không vào luân hồi, có thể trường sinh bất tử. Cậu thử suy nghĩ cho kỹ đi, trường sinh bất tử là một chuyện kỳ diệu tới cỡ nào. Thế nào? Cậu thấy thế nào đây? Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 44 đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.